Hi, xin chào cô chú chị, chào mừng cô chú chị đã quay trở lại với kênh của em Điền nha. Thì những ngày vừa qua, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu rất là xôn xao về cái chuyện là cho phân lô tách thửa lại đó cô chú chị. Thì cụ thể nhất là ngày 19 tháng 9 vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã ra quyết định về việc là phân lô tách thửa và gộp thửa anh chị. Lắm. Thì đây là một cái tin vui cho cô chú anh chị nào mà đang gom những mảnh đất lớn, đất thổ cư mà chưa phân lô tách thửa được, và những cô chú anh chị mà đang có bất động sản mà mặt tiền nhiều hay gì đó muốn cắt bớt cho con cháu, hoặc là cắt bớt để bán, để lấy dòng vốn đó để mà sử dụng việc gia đình anh chị. Đó là một cái tin vui. Và cũng có cái này cũng có thể là một tin buồn cho một số cô chú anh chị ha. Thì tại sao anh Điền nói như vậy? Tại vì sao? Tại vì nói chung là cái thời điểm mà ngưng cho phân lô tách thửa thổ cư đó thì cách đây khoảng là gần 2 năm rồi anh chị, ở tỉnh Bà Rịa mình gần 2 năm rồi. Thì sao ạ? Thì gần 2 năm đó, có những cô chú anh chị mình mua đất mà kiểu là chưa phân lô tách thửa được, thì trước mắt mình mua, mình đặt cọc đó, đặt cọc thì chắc đâu đó là vài trăm triệu hay trăm triệu gì đó đặt cọc để mua bất động sản đó, mà đúng ngay cái thời điểm mà ngưng phân lô tách thửa thì sao ạ? Thời điểm đó cô chú chị khách hàng đó mua giá cực kỳ là cao, được gọi là giá đỉnh điểm anh chị đó, mà đúng là bây giờ đúng là cái câu chuyện dở khóc dở cười luôn anh chị ha. Thì tới thời điểm bây giờ thì cho phân lô tách thửa lại được rồi, chủ nhà thì vui đó, nhưng mà không biết cái anh chị, cô chú anh chị mà người mua đó thì có vui nổi hay không. Tại bây giờ thì theo như hợp đồng mình thì cứ tách sổ, phân lô tách sổ ra thì mình có cái xuống tiền ký công chứng, thì tất nhiên mình mua cái giá thời điểm đó thì rất là cao, mà bây giờ mà ra sổ, bây giờ cho phân lô tách thửa rồi, mình ra sổ rồi bắt buộc cái người mua đó phải xuống tiền, một là xuống tiền, hai là bỏ cọc. Mà bây giờ mà xuống tiền thì cũng không biết là bán ra giá như thế nào. Tại vì thời điểm này mà thực sự mà nói thì rất là khó khăn, và kinh tế cái tình hình bất động sản thì cô chú chị mình cũng biết rồi. Đó, giá đâu có đẩy lên nổi đâu mà biểu. Bây giờ thí dụ mà cô chú chị nào mà thực sự mà thích cái bất động sản đó, hoặc là mua để sử dụng, hoặc là mua để đó thì có thể mình xuống tiền được, nhưng mà mình dân kinh doanh hoặc là dân đầu tư này kia thì cũng hơi khó ha. Đó, thì thôi bây giờ cái vấn đề chốt lại là bây giờ là đầu tháng 10 này tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ cho phân lô tách thửa đất thổ cư trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mình rồi. Đó là một tin mừng cho cô chú chị mình nha. Thì bây giờ sẽ quay lại vấn đề chính ha. Hôm nay em đi sẽ giới thiệu tới cô chú chị một bất động sản rất là thích hợp về phân lô tách thửa đó, đất thổ cư nha. Hiện tại em Điền đang có mặt ở tại xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu anh chị. Xã Hòa Hiệp hiện nay thì nói chung là cũng không có gần trung tâm huyện cho lắm. Nói chung là chỗ này xã Hòa Hiệp thì cuối tỉnh luôn rồi anh chị. Nó nằm cuối tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì xã Hòa Hiệp mình sẽ nằm với giáp lại xã Bình Châu anh chị ha. Đi qua chút xíu nữa là qua Tân Thắng Bắc Hải, rồi đi đường hướng này anh chị nè. Đó. Thì chỗ này đi xuống biển gần nhất là biển Bình Châu anh chị. Biển Bình Châu khoảng đâu đó mười mấy cây số anh chị ha. Mất khoảng mười mấy phút để cô chú chị di chuyển ra biển. Thì đây, hướng trước mặt mình đây ha. Hướng trước mặt mình đi thẳng đường này ra là đưa ra đường liên xã ha. Đường đó là liên xã giữa xã Hòa Hiệp và đường xã Bình Châu. Đó, có vạch cả đường đàng hoàng ha. Đi ra khoảng 2 cây số thôi. 2 cây số là ra tới đường liên xã đó rồi. Đó. Thì mình đi gần nhất là biển Bình Châu và suối nước nóng Bình Châu đó anh chị ạ. Rồi, còn cái hướng ngược lại đây. Đó, cái hướng ngược lại. Mình đi ra chút xíu ha. Ra chút xíu, ra khoảng cây số thôi. Đó, mình đi hướng này ha, đi ra đây. Đó, là mình đi ra khoảng cây số là mình ra được trung tâm xã Hòa Hiệp rồi anh chị. Ra trung tâm xã đó thì nói chung là ngoài đó không thiếu gì anh chị ha. Chợ, trường học và ủy ban, nhà thờ, nhà thuốc, rồi y tế tùm lum tùm la, nói chung là đầy đủ mọi thứ ha. Nói chung không thiếu gì, ra đó là không thiếu gì rồi. Đó, thì ra hướng này thì ra đây thì dân cư càng đi ra thì càng đông. Đó.
bám theo tỉnh lộ 329 đó, ra ngoài đó ha. Đó, của mình thì cách trục chính 329 khoảng cây số đó anh chị. Khu vực xung quanh đây thì anh chị, em cũng có quay rồi, thì xung quanh đây thì dân cư cũng có hơi thưa thôi, không đông lắm, nhưng mà có dân cư nha. Đó, đường điện này đủ luôn. Đầu kia có ba pha ha, đầu kia có đường dây điện ba pha nè anh chị thấy nè. Đó, ba pha ha. Đó, đã chạy ngang qua đây rồi, khoảng cách đất mình khoảng là 100m chưa tới đâu. Tại vì trong này có nhà máy điện, trong này là có nhà máy điện năng lượng mặt trời, có 122 nhà máy điện năng lượng mặt trời phía trong này nè. Cách đất mình cũng không gần đâu anh chị, cũng hơi xa chút xíu. Rồi, nay em Điền sẽ giới thiệu tới cô chú chị mình một bất động sản này ha, rất là thích hợp cho cô chú chị mình phân lô tách thửa đất thổ cư anh chị. Hiện tại bất động sản mình thì em Điền sẽ nói sơ trước ha. Hướng bất động sản mình thì có là mặt tiền hướng Tây Bắc ha, mặt tiền hướng Tây Bắc. Đó. Và đặc biệt bất động sản mình là có hai mặt tiền đường nha, hai mặt tiền đường hiện hữu, đường nhà nước anh chị. Hiện tại một mặt đường hiện hữu đây là đường nhựa, rộng khoảng là hơn 8m rồi. Đó. Và bất động sản mình bám theo cái đường hiện hữu, thứ nhất là từ đây đổ qua kia là 86m, gần 87m mặt tiền đường nhựa này nha. Đó, là 80 cho 87 đi, 87m mặt tiền đường nhựa này. Và đây, đặc biệt suối mình, đất mình là có giáp suối nữa, giáp suối bên hông ha, giáp hết bên hông luôn. Đó, có một cái căn nhà nhỏ nhỏ. Nói chung là hiện tại không có ai ở hết, đất mình là đang trồng, ở phía trong là đang trồng mì anh chị, đang cho trồng mì nha. Đó, một cái suối này. Đó, suối nước chảy quanh năm, đây là suối suối nhánh của cầu 6 Hòa Hiệp anh nha anh chị. Đó, cô chú chị mà hay về đây thì không xa lạ cầu 6 đâu. Đó, đây là suối nhánh của cầu 6 thôi, chạy xuống đây, suối chảy xuống đây là xuống ngay cái chỗ cái đập của cầu 6 nè anh chị. Đó. Rồi, bây giờ em sẽ đi tới ranh bên này, thì từ đây mà đổ qua là hết là 87m mặt tiền đường nhựa này rồi. Đất mình thì nằm ngay ngã ba luôn anh chị ha. Đó, góc hai mặt tiền. Hiện tại thì đường trước mặt mình thì đường nhựa hiện hữu. Đó, đường nhựa rất là rộng, ô tô né nhau thoải mái, xe chạy phi vu luôn anh chị. Đó, này xe container chạy phi vu luôn á, chưa kể là ô tô né nhau. Ô tô né nhau thì thoải mái rồi. Mà em Điền thấy thì cái vùng đất của xã Hòa Hiệp, Hòa Hội đó, thì em thấy cái vùng đất cực kỳ màu mỡ anh chị, rất là tốt luôn. Phía trong thì hồi nãy em có Điền có vô rồi, đất mình thì đất đỏ toàn bộ anh chị, đất đỏ ba gian anh chị, rất là màu mỡ. Hiện tại thì đang cho người ta trồng mì. Trước thì chủ đầu tư này cũng là đang có dự định phân lô đó anh chị. Đây anh chị, thì ranh mình sẽ tới đây là 87m mặt tiền ha. Đó, thì hồi nãy em Điền có chỉ đó, đây đi thẳng một mạch thôi, cái đường này nè, cái khúc này nè, đi thẳng một mạch khoảng cây số thôi, khoảng cây số là ra tỉnh lộ 329 rồi. Đó, ra ngoài đó không thiếu bất cứ gì nha, ra đó đường dường như là trung tâm luôn anh chị. Đó, chợ này kia vân vân, quán xá đầy đủ luôn, không thiếu bất cứ gì. Rồi quay lại trong này thì bất động sản mình bám theo mặt tiền đường, được gọi là mặt tiền phụ đó, mặt tiền bên hông á, là đổ kéo dài vào 122m, rất là dài luôn. Đó. Và tổng bất động sản mình là tổng diện tích là 8.332m2 anh chị, 8.332m2. Đó, kéo dài là vào trong là 122m, rất là đẹp, rất là sâu luôn. Mà đất mình cực kỳ vuông, nở hậu nữa, đất mình nở ra là 90 mấy mét nở hậu luôn anh chị. Vừa giáp suối và vừa hai mặt tiền, lại nở hậu nữa. Đó, quá là đẹp. Mặt tiền đường bên hông thì cô chú chị nhìn này, thực tế nhìn luôn nha. Đó, hiện hữu không là rộng khoảng là 6m rồi. Mà gia chủ mình đã trước là có dự tính phân lô nha. Chủ đất mình có dự tính phân lô là làm cái vỉa hè, trừ lại vỉa hè, hành lang vỉa hè khoảng là 2m anh chị. Đó, ốp gạch vỉa hè luôn nè anh chị. Đó, ốp gạch vỉa hè.
Thì em điền thì bây giờ em điền sẽ báo giá trước cho cô chú chị mình khỏi mong chờ nha. Rồi em điền sẽ lui sau tiếp tục. Thì hiện tại bất động sản mình thì trước đó gia chủ mình đã có người trả 8 tỷ rồi mà không bán ha. Trả 8 tỷ rồi mà không chịu bán. Bây giờ là giữ tới thời điểm bây giờ thì thực sự là gồng không nổi anh chị. Đó, kẹt quá. Đó, thì bây giờ là xuống còn là đau xuống còn 5 tỷ 2 anh chị ha. 5 tỷ 2 mà còn có thương lượng chút ít nữa anh chị. Đó, giá này là giá cần bán nha anh chị. Đó. Chứ không phải là giá mà thách đâu anh chị. Giá cần bán, giá kẹt tiền đó. Nói chung là gia chủ mình, em quay lại vấn đề là phân lô. Phân lô gia chủ mình đã có lên ý tưởng phân lô rồi. Nhưng mà có cái là không còn chi phí để mà phân lô tách thửa nữa. Bây giờ bán mà trả nợ thôi anh chị. Chứ không cái mơ màng về phân lô tách thửa nữa. Tại vì không đủ chi phí vận hành. Chứ còn những người mà đang có tiền á, thì em nghĩ là cái bất động sản này phân lô rất là tiềm năng, rất là lợi nhuận luôn anh chị. Đó, thì đường dây điện nè, anh chị thấy nè, đường dây điện là đi qua đất rồi nè. Đó, đường dây điện 220, đường sử dụng gia đình. Đó. Thì nếu mà cô chú chị mà để mà lên thổ cư á, thì cái khu vực này lên khoảng giá dao động, giá thuế nhà nước dao động khoảng 2 triệu đến 2 triệu rưỡi một mét vuông thổ cư anh chị. Mà giá hiện tại giá bán bất động sản này chưa tới 1 triệu mét vuông nữa anh chị ha. Giá cực rẻ luôn, không thể rẻ hơn nữa được nữa anh chị. Thì hồi nãy em điền có quay bên này, bên này có phân những cái lô đất trồng cây thôi mà bán hơn bán đã giá bán đã hơn 1 tỷ rồi anh chị. Mà anh chị nghĩ được phân đất phân lô này thì sao? À, theo như em điền á, theo như em điền mà phân lô để phân lô bất động sản này thì phân đâu đó khoảng là 16 lô là vừa đẹp. Đó 16 lô thì phía ngoài 8 lô là cô chú chị bán là dư lấy là vốn rồi. Đó, còn khúc sau này nữa. Đó, còn khoảng 8 lô phía sau này nữa phân mặt tiền đường thì khoảng 10 mét là đẹp anh chị. 10 mét là anh chị phân được 16 lô anh. Còn mà muốn giảm xuống nữa thì phân nhiều nữa, phân được nhiều lô nữa. Đó. Rồi. Dân cư cái đường này thì lui khoảng vài trăm mét là xuống ngay cái đập của cầu 6 đây. Xuống khoảng vài trăm mét thì vô trong là có khu dân cư nè chị. Đất thì phía trong đất đỏ ba gian, đất màu mỡ phía sau thì của tới đây này. Bước vào sẵn mình ranh tới đây ha. Đó ranh mình tới đây là 122 mét mặt tiền. Đây, đổ ra kia, ra đường nhựa kia là 122 mét mặt tiền. Gia chủ cũ mình là làm cái vỉa hè ha, lót gạch vỉa hè là từ đầu kia tới đây luôn 122 mét luôn, lót hết luôn. Đó, hiện tại thì cỏ mọc để lâu quá, bây giờ thời điểm này mà cỏ mọc không lui tới nó cỏ mọc hơi nhiều. Ở cỏ mọc cỡ này thì cô chú chị biết cái bất động sản này có cái đất nó tốt cỡ nào. Mà đường rất là rộng nha, tại vì cỏ mọc thôi anh chị, đường rất là rộng. Rộng khoảng là hơn 6 mét rồi anh chị. Ở mặt tiền đường hay bên hông. Dân cư ở đây thì hiện hữu hết. Hơi thưa thôi nhưng mà hiện hữu anh chị. Dân ở đây thì rất là thân thiện anh chị. Đó. Chủ mình thì khu vực này thì chắc là chưa sử dụng nước máy, nhưng mà về cái việc mà mạch nước ngầm hay là khoan giếng á, thì không có thiếu nha, nước vô tận luôn. Tại vì kế mình là kế cái suối rồi, cái suối đó nước chảy quanh năm rồi, mà mình khoan giếng nữa thì khoan khoảng mười mấy mét thôi là nước vi vu rồi anh chị. Rất là đẹp. Từ vị trí đây mà đổ ra trung tâm thị trấn Phước Bửu khoảng đâu đó là 20 cây thôi, 20 cây. Để mà từ Sài Gòn cô chú chị di chuyển về đây thì cũng mất khoảng đâu là 2 tiếng rưỡi đồng hồ thôi anh chị. Mình di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh á, giờ cao tốc làm sắp xong rồi thì nó cho lưu hành rồi. Thì mình đi từ cao tốc xuống ha, xuống ngay chỗ mà đoạn giao mà tỉnh lộ đường tỉnh á, đường DT765 á, ngay chỗ Cẩm Mỹ Đồng Nai anh chị. Đó mình có cái lối ra đó. Đó, có lối ra đó rồi xong mình xuống ngay chỗ lối ra đó,
xuống DT765 rồi mình đi ngã tư sông Ray, mình đi qua Tân Lâm, rồi có đường Tân Lâm á, cái đường liên xã qua Hòa Hiệp đó, mình đi đường đó ha. Đó, khoảng là 2 tiếng rưỡi đồng hồ thôi là cô chú chị mình di chuyển đến đây rồi. So về mà ra thị trấn Phước Bủ thì cái đường đi thì hơi bất tiện, hơi ngược đường chút xíu, nhưng mà về cái vấn đề mà cô chú chị ở Sài Gòn, ở Đồng Nai, ở Bình Dương hả, thì di chuyển đó về đây thì đường thuận tiện nha anh chị. Thì anh chị xuống đây trước rồi anh chị mới gặp được biển Bình Châu trước anh chị. Đó, rất là gần, rất là thuận tiện ha. Ngược hướng là do ngược hướng với trung tâm huyện thôi, chứ tính ra thì Sài Gòn về đây cũng tiện ha. Đó, rồi phía trong thì có nhà, rồi đất trống, đang trồng cây, đất thì cao ráo ha, không có trụng nha. Đó, rồi có chú chị nào mà quan tâm đến bất động sản này thì liên hệ em Điền nha. Em Điền sẽ dẫn cô chú chị xem thực tế cái bất động sản này, và em Điền sẽ có một cái văn bản quyết định của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đó, thì em sẽ để dưới cái phần mô tả đó, cô chú chị nhấp vào đó là cô chú chị vào xem được hết à. Tại cái quyết định này nó nhiều trang lắm, em cũng không có thể nói hết được. Rồi em cũng có vài lô đất nó rẻ và chủ cũng đang cần tiền bán á, em cũng để dưới cái phần mô tả luôn cho cô chú chị mình xem nha. Thì cô chú chị xem phần đó rồi ưng cái nào bấm vô cái đó xem nha. Và em Điền cảm ơn cô chú chị đã xem hết video của em Điền. Rồi em Điền xin chào và hẹn gặp lại cô chú chị mình.